គ្រូបង្វឹកវ័យក្មេងលោកធីមសិង្ហៃដែលកំពុងបំពេញការងារជាគ្រូបង្វឹកគុណខ្មែរមួយរូបនៅប្រទេសបារាំងបានបង្ហាញក្តីរំភើបបំផុតដោយអាចដឹកនាំកូនសិស្សរបស់ខ្លួនដណ្ដើមបានខ្សែក្រវ៉ាត់ WBC កាលពីចុងសប្តាហ៍មុនដោយការយកឈ្នះលើកីឡាករអាហ្វ្រិកគ្រូបង្វឹកមានប្រភពពីខេត្តកោះកុងរំពឹងថាគុណខ្មែរនឹងកាន់តែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅលើឆាកអន្តរជាតិតាមរយៈសមត្ថភាព នឹងជោគជ័យរបស់កីឡាករដែលបានស្នងកីឡាមរតកដូនតាមួយនេះបានចាកចេញពីមាតកប្រទេសជិត3ឆ្នាំមកហើយដើម្បីទៅបំពេញការងារជាគ្រូបង្វឹកនៅក្នុងក្លឹបគុនខ្មែរដ៏ធំមួយនៅទឹកដីបារាំងគឺក្លឹប The Temple គ្រូបង្វឹកវ័យក្មេងធីមសិង្ហៃបានចាត់ទុកជោគជ័យរបស់កីឡាករបារាំងរូបនេះដែលលោកបង្វឹកថាជាមុខមាត់មួយសម្រាប់ការប្រឹងប្រែងរបស់គុនខ្មែរលើទឹកដីប្រទេសជឿនលឿនមួយនេះ bạn bong chấm riệp xua bong pro cọt chmu em bay và thầy cá cua được bao cọt cá pi ở tận môn được ngày sau ní nắng bóng cứ cọt bàn từ tua dục chân nè từ lơ cái là co chôn chít à fresh bong nờ WBC mới ní hay khnông niêm nhom chi nè nơi cái bài cọt bằng hạt cọt tua phổi dương chi khmai phổi dương chi khmai chi nè bằng hạt cọt tua dương bất chi miến mô tân áp hiệp mên tên bong phù hồ đề xa ai sai các bạn ý bong đường ấy cứ vì ạ thòm bà đái bong ba hay dương thọp tạc khơn kịp phép nhóm tay thì cất ai thay ô mình thòm bà đái khơn thọp tạc khơn bò tê quạt thật vật hạt nơi thay chứ mùi cừu thay ấy hay quạt tạc tùa bàn sai các bạn là bây chẳng hắn á bong hay bàn tay chắc đây ní cứ nhóm bát bàn vật hạt chỉ mùi quạt tùa prom đèn cừu xa được thêm phò tình ọc nìa và bàn thử ai quạt chục chay bàn nơi sai các bạn mùi ní cứ phụ yên phát chí miên một tên áp hiệp mình tên không niêm dương chí khám ai bóng dương ạch vật hạt chí mùi khuất hay thua khuất bàn thật tuôn nâu sai khuất này chốc chay phó khuất đôi chí chốc chay phó nhóm đang ọc này bóng ôi vì cứ chí ở đây rung phơ mùi bóng nhóm ngay để khuất bà cụt chí nâng cứ nhóm kê nhu nhóm tay mà đoán bóng hắn ý chí thà bà thân chí kì là có dương chánh cứ dương chánh đang ọc này bóng hay dương phát chí miên sập việt ấy mùi nơi bị kào bần tay bà xe dương chí nè cứ dương nhóm bất chí sử bài chết nó bê đè kê là có mẹ nè nè khuất tù bàn chục cháy hói miên bóng ôn kê là có bà răng quát bàn tờ sao dương chí nè vòng hạt vật hạt quát bà dương bất chí sử bài chết dương miên gầm lăng chết nó cứ nông ca thư vớ càng như nì tiết bông à vậy kê đói nè bê đè miên nè tờ sao miên nè lực tực chất dương tay thì miên cứ nông niêm dương chí khám ai dương ai thư vớ ai bò thế tù bàn chục cháy sai kê WBC nì bàn bất chí sử bài chết bông hay trong cái đó cứ ở con đó bóng pro Albea để quạt cứ chỉ bóng pro đó là ô pháp ôn để quạt tay để tùm nhẹ tùm nông tất đó kể là có tất đó promoter để ôi kể là có nông club bà cuối bóng đôi chết đánh sắp thằng ngày ní bóng cứ nhóm tay tất đá chia tràn cam vật thi bóng nơi không bà thầy bà răng ní bóng nơi bà đề sơ bà cuối cứ cam vật thi tương áo hay nâng promoter tương áo prom tiền nè đây kì chụp nhóm kì đăng thay nhóm chì côn khám ai bong chì nè nơi bằng hạt phò quát chì mùi nâng bong Albea bong kì đăng thay nhóm chì côn khám ai bong hay nhóm kết tha dù mình chạp mà đo mình tích khai nà mùi kì nâng xùm lưng khơi nhóm chì côn khám ai dương chì tràn bong chì ạ sáng bánh bì phục lô cứ kì squat tại mùi thay bong chân khăn ông niêm dương chì khám ai lâu nhóm dương nó thua ở kia school thái dương nó chỉ Cambodia chỉ khmai sân bóng đập bay ở kia school dương chỉ ba thái chỉ khmai dù mình chấp ngày nào mới kia nó tiếp vô bị côn khmai dương mình thái em tiệt bóng anh đi tam cập nhật để ôn kết bài này bóng chấm nói lo để dương chọn thua ở kia chấp rầm nư lư bắt tay dương bán chiết dương bán cứ thi mui cứ dương miền gà cò lo hơi nương cù lo để chỉ chôn chiết khmai bóng cứ bên đi hơi để bỏ tay kê nâng chạp ở rõm từ lưu dương tòa tay mà đoàn bóng bòi xuân dì dương kê lê tầm mơ bà thầy chất kháng tứ cứ bì dùm đột ní cứ viên biên đang prong tay mà đoàn bóng bòi dương kê lê tầm mơ nơi bà thầy chất kháng dương khu nông ca nghe chìa cừu bông vật nâng chìa phần này mũi nây ca xa prua các bách quân mô đọt đôn ta khám ái nâu lơ tực đáy bà tế bà rằng cừu bông vật đã trôi chìa khám mũi លោកនឹងព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពនៅក្នុងការរួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយកេរ្តិ៍ឈ្មោះកម្ពុជាពិសេសក្បាច់គុណខ្មែរទៅកាន់ស្រទាប់អ្នកនិយមកីឡាយុទ្ធគុណនៅទីនោះជាមូលដ្ឋានក្លឹបគុណខ្មែរដ៏ធំមួយនេះទីក្រុងបុកដោប្រទេសបារាំងក្លឹបគុណខ្មែរ The Temple យ៉ាងហោចណាស់កំពុងតែមានកីឡាករពេញវ័យហ្វឹកហាត់នៅក្នុងក្លឹបជាង20នាក់ដោយមិនទាន់រាប់បញ្ចូលកីឡាករតូចៗនិងក្រុមអ្នកហ្វឹកហាត់
chia lẽ cả nạ sau có phép nụ lời.